Hôm nay là ngày 19 tháng 3 năm 2014 và bài pháp thoại tối nay có tên là Tapusa ở trong chương 9 của Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikaya. Thì vào một cái ngày nọ khi mà Đức Phật Ngài ở trong dân chúng Mala ở vùng Uluwera Kappa, thì Đức Phật vào một cái buổi sáng tập y, cầm y bát và đi khất thực. Sau khi đi khất thực, Ngài độ ngọ xong và trên cái đường trở về thì Ngài nói với Ngài Anan: "Này Ananda, hãy đợi ta ở đây và ta sẽ vào rừng Đại Lâm." Thì sau đó là Đức Phật Ngài vào trong cái khu rừng Đại Lâm, ngồi tĩnh tọa, thực hành thiền ở trong khu rừng đó. Và trong khi mà Ngài Ananda đang ngồi để đợi Đức Phật thì có một cái vị gia chủ tên là Tapusa đã tới đảnh lễ Ngài Ananda và sau đó có hỏi một cái câu hỏi. Vậy thì thưa Ngài Ananda, thì chúng con là những cái người cư sĩ tại gia, là những người gia chủ ở trong gia đình, thì chúng con rất là hoan hỷ, thích thú trong các cái dục lạc, hưởng thụ dục lạc, vui thú cái dục lạc với gia đình, vợ con, với tất cả các cái thú vui vốn có của thế gian này. Còn đối với các cái vị tỳ kheo là những cái người cạo đầu, mặc áo cà sa và đi vào các cái khu rừng sâu để thực hành thiền, thì dường như là họ là những cái người xa rời với tất cả những cái thú vui của thế gian này. Họ chuyên chú vào cái việc hành thiền như vậy, thiền định như vậy, thì con có cảm giác như là nó rất là buồn chán. Vậy thì cái sự khác biệt nào giữa một cái người xuất gia luôn luôn có cái tâm hứng khởi chuyên chú vào cái việc hành thiền và chúng con là những cái người tại gia luôn luôn hưởng thụ dục lạc, thích thú và hoan hỉ trong các cái lạc thú của thế gian này? Vậy thì đâu là cái sự khác biệt giữa hai loại người này? Đó là cái câu hỏi mà cái vị gia chủ Tapusa đặt ra cho Ngài Ananda. Sau khi mà nghe xong câu hỏi như vậy thì Ngài Ananda mới nói là đây là một cái vấn đề rất là thích thú, vấn đề rất là hay, và chúng ta nên cùng nhau để đến gặp Đức Thế Tôn và thỉnh Ngài trả lời cái câu hỏi này. Và sau khi mà Ngài đã trả lời thì gia chủ xin cứ như vậy mà thọ trì. Sau khi mà trả lời vị gia chủ Tapusa như vậy thì Ngài Anan đưa vị đó cùng vào cái khu rừng nơi mà Đức Phật đang an trú trong thiền định. Và sau khi gặp Đức Thế Tôn thì cái vị gia chủ này một lần nữa lại đặt ra một cái câu hỏi như vậy là: bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà các cái vị tỳ kheo là đệ tử của Đức Thế Tôn, những người đã cạo đầu, đắp áo cà sa và đi vào các cái khu rừng sâu, họ luôn luôn có một cái sự thích thú trong hành thiền, họ luôn luôn có một cái sự an trú tịch tĩnh như vậy, thế còn ngược lại đối với chúng con thì là những người đã quen với cái việc hưởng thụ dục lạc, thích thú và vui thích với dục lạc, thì cái việc hành thiền như vậy nó làm cho chúng con cảm thấy rất là buồn chán, và thậm chí là nhiều khi nhìn thấy như vậy cũng cảm thấy rất là e sợ. Vậy thì ở đâu là một cái sự khác biệt, nó tạo nên một cái sự khác biệt như vậy giữa các cái vị tỳ kheo là những người đã đi vào trong cái khu rừng và luôn luôn
có một sự thích thú trong thiền tập, luôn luôn có một sự an tịnh, và chúng con là những người tại gia luôn luôn có một cái hưởng thụ dục lạc, vui thú với dục lạc như vậy. Vậy thì đâu là cái sự khác biệt giữa những người này? Thế thì Đức Phật ngài mới trả lời vị gia chủ Tập Cô Xạ là đúng vậy, trước khi mà Như Lai chứng đạo, trước khi mà Như Lai chứng ngộ, khi mà Như Lai còn là một cái vị Bồ Tát, thì một cái ý nghĩ tương tự như vậy cũng đã khởi lên trong tâm của Như Lai. Đức Phật mới nói tiếp rằng là đối với những cái người đại gia là những người mà luôn luôn có cái sự dính mắc hưởng thụ trong dục lạc và không thấy được cái dục lạc này, chính nó là những cái điều thống khổ do cái dục lạc này, nó có cái sự nguy hiểm và nó có cái sự thống khổ trong đó. Không thấy được điều đó thì họ luôn luôn chìm đắm, hưởng thụ, thích thú và an trú trong cái dục lạc như vậy. Thì không thể nào họ thấy cái sự thực hành thiền, thiền định nó đem lại cho một cái sự hứng khởi trong thực hành. Họ luôn luôn thấy cái việc hành thiền là một cái điều rất là buồn chán, rất là nhàm chán. Chính vì vậy họ cũng không thấy được những cái lợi ích do việc thực hành đem lại. Chính là vì họ rất là dính mắc với các cái dục lạc và cũng không thấy cái sự nguy hiểm, không thấy cái sự thống khổ trong các cái dục lạc đó. Đức Phật cũng chia sẻ kinh nghiệm của ngài khi mà ngài mới rời bỏ gia đình và vào trong cái khu rừng Uluwera để thực hành. Lúc này Đức Phật cũng chưa toàn tâm toàn ý để tập trung vào cái việc phát triển định lực của mình được, vì có rất nhiều các cái vọng tưởng phóng tâm nó khởi lên, những cái suy nghĩ mà nó liên quan tới gia đình, vợ con, rồi cung điện, vua cha, vân vân, tất cả những thứ mà Đức Phật đã để lại đằng sau. Nhưng mà khi ngồi thiền thì tất cả những cái điều đó nó đều quay ập trở về và không thể nào ngài có thể tập trung trên đề mục của mình được. Và rồi Đức Phật lại khởi lên một cái ý nghĩ là tại sao những cái điều này nó lại xảy ra như vậy. Và ngài phát hiện ra là đã có rất nhiều những cái dính mắc đối với thế gian, với những gì mặc dù là ngài đã bỏ lại ở đằng sau. Ngài không thấy được cái sự thống khổ trong tất cả những cái thú vui của thế gian đó. Chính vì thế, sau khi đã phát hiện ra được các cái nguyên nhân như vậy, ngài dần dần bóc tách và xuất ly khỏi các cái dục lạc, các cái suy nghĩ mà liên quan tới các cái vấn đề của thế gian. Lúc này ngài hướng tâm tới những cái lợi ích của cái việc thực hành, làm sao mà để cho cái việc thực hành nó đem lại những cái điều tốt đẹp nhất. Và chính nhờ cái việc làm như vậy thì dần dần cái tâm của ngài nó đã đạt được những cái sự định tĩnh và ngài có thể an trú trên các cái đề mục của mình. Vậy thì mặc dù là chúng ta sống ở thế gian này, chúng ta thấy được những cái lạc thú, những cái dục lạc, nhưng mà chúng ta cần hiểu một điều, cho dù là dục lạc, cho dù là những cái lạc thú, nó luôn luôn bị chi phối bởi già, chết. Tất cả những cái gì chúng ta có được, chúng ta hưởng thụ được, nhưng không thể tồn tại mãi mãi, nó cũng sẽ luôn luôn thay đổi, luôn luôn vô thường, bản chất của nó là khổ. Chúng ta cần phải có một cái suy nghĩ cho nó chân chánh, hướng tới các cái bản chất của vấn đề. Cho dù là mình đang còn hưởng các cái dục lạc đi chăng nữa, nhưng mà nó không thường hằng, nó là đem lại cái sự thống khổ. Nhờ đó mới có thể giúp cho tâm xuất ly khỏi các cái suy nghĩ liên quan tới các cái dục lạc, để hướng tâm thấy được lợi ích do việc thực hành đem lại. Thế thì Đức Phật ngài chia sẻ tiếp với Tập Cô Xạ, cái vị gia chủ, là sau khi mà đã rời bỏ được các cái suy nghĩ liên quan tới thời gian, cái dính mắc như vậy, thì ngài tập trung được vào cái việc thực hành của mình. Và với cái việc thực hành một cách chuyên chú như vậy,
từ từ cái tâm của ngài nó đã đạt được một cái sức định rất là mạnh mẽ, và khi các điều kiện tầm tứ thì là nhất tâm đã được hội tụ, thì lúc này ngài đã đạt được vào sơ thiền. Sơ thiền là khi mà các cái yếu tố năm chi thiền sanh khởi, tầm tứ thì là nhất tâm. Và khi đạt được sơ thiền như vậy thì Đức Phật của chúng ta ngài rất là thích thú đối với cái tâm thiền này, vì so với những cái mức định trước đó thì nó đạt được một cái sự an tịnh, một cái sự an trú một cách sâu lắng hơn. Những cái tầm thiền, những cái mức thiền trước đây là nó còn có thể bị ô nhiễm bởi các cái phiền não. Thế nhưng mà dường như đối với cái tầng sơ thiền này là các cái phiền não nó được ngăn chặn lại một cái mức an tịnh rất là sâu lắng. Nhưng mà lại do có cái sự dính mắc an trú vào trong tầng thiền sơ thiền đó thì Đức Phật ngài lại không thấy định có một cái sự tiến bộ hơn nữa. Vậy thì Đức Phật ngài lại quán chiếu tiếp, ngay kể cả các cái tầng thiền này khi mà nó thay đổi nó cũng sẽ bị các cái ô nhiễm, các cái phiền não nó xen vào. Nó không phải là cái cứu cánh cuối cùng, nó không phải là một cái gì mà để cho người ta có thể còn đi xa hơn nữa. Chính vì thấy được cái sự thống khổ, thấy được cái sự nguy hiểm ngay kể cả ở cái tầng thiền đầu tiên, thì Đức Phật bắt đầu xuất ly và buông bỏ. Rồi ngài rời tầm tứ, Đức Phật đạt tiếp tới tầng thiền thứ hai, ly tầm ly tứ, ngài đạt tầng thiền thứ hai. Và cũng lại với cái tầng thiền thứ hai này, Đức Phật ngài lại có một cái sự tạm gọi là dính mắc và thích thú trong cái tầng thiền này. Và rồi ngài cũng lại thấy được cái sự nguy hiểm và sự thống khổ trong cái tầng thiền đó. Và cứ như vậy, đối với các cái tầng thiền, Đức Phật luôn luôn thấy được cái sự dính mắc, sự xuất ly và tiến bộ trong các cái tầng thiền tiếp theo. Cứ như vậy, ngài tuần tự đạt được tất cả các cái tầng thiền từ sắc giới và vô sắc giới, toàn bộ các cái tầng thiền, 8 tầng thiền ngài đã đi cho tới cuối cùng. Sau khi mà đã lần lượt rời bỏ các cái tầng thiền thì thấy được cái sự nguy hiểm và thống khổ trong từng tầng thiền. Và sau đó Đức Phật ngài tiếp tục ngài thực hành, và để cuối cùng ngài đã đạt được toàn giác trí Samyutta Ñāna và đã thấu triệt được về tứ thánh đế, đạt tới quả vị của một vị chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì ở đây Đức Phật ngài cũng đã chia sẻ cho vị gia chủ Tập Phúc Sạ, ngài cũng như tất cả con người chúng ta, ngài cũng là một cái con người bình thường, không phải là một cái đấng siêu nhân nào. Ngài cũng có gia đình như tất cả mọi người, ngài có một đứa con, có người vợ, có mái ấm gia đình, có cung điện hoàng gia vân vân. Tất cả cái điều đó thì ngài cũng có những cái dính mắc khi còn ở trong cái cung điện như vậy, ngay kể cả khi mà ngài rời bỏ gia đình và vào trong khu rừng Uluwera để thực hành. Thì lúc ban đầu các cái ý nghĩ nó chi phối trong tâm, đâm ra là Đức Phật ngài không có thể nào toàn tâm toàn ý ghi nhận trên đối tượng của mình được. Nhưng mà sau khi đã quán chiếu, đã ý thức được đối với cái sự nguy hiểm, đối với cái sự thống khổ về các cái dục lạc của thế gian, về cái sự hưởng chất hưởng thụ của thế gian, thì Đức Phật ngài mới xuất ly và hướng tới cái lợi ích của việc thực hành, hướng tới lợi ích của giáo pháp nhiều hơn. Và cũng chính nhờ vậy, một cách rất tuần tự, Đức Phật đã đạt được các cái tầng thiền từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho tới các cái tầng thiền vô sắc, phi thường, phi thường xứ. Và tiếp tục ngài quán chiếu nữa, và để cuối cùng ngài đã đạt được toàn giác trí, trở thành một cái vị Phật chánh đẳng chánh giác. Thì như vậy ở đây Đức Phật ngài đã chỉ ra một cái sự khác biệt rất là rõ ràng giữa những người tại gia
khi mà người ta đang còn hưởng thụ các cái dục lạc vui thú và hoan hỉ trong các cái dục lạc như vậy, thì họ sẽ không thấy được cái sự nguy hiểm, không thấy được các sự thống khổ đối với các cái dục lạc đó. Thì nếu mà không thấy được các cái sự thống khổ đó thì không thể nào họ có cái khả năng xuất ly và chuyên chú vào trong thiền tập. Chỉ khi nào họ ý thức được tất cả cái gì hưởng thụ là dục lạc của thế gian, bản chất của nó là thống khổ, bản chất của nó là luôn luôn thay đổi, nó có một cái sự nguy hiểm, thì người ta mới hướng tới cái lợi ích của giáo pháp nhiều hơn, lợi ích của việc thực hành nhiều hơn, và chỉ khi đó mới giúp cho họ tách khỏi các cái dục lạc và chuyên chú vào việc thực hành. Thì ở đây nó chính là cái sự khác biệt. Và đặc biệt trong trường hợp của Đức Phật, khi Ngài đã trở thành một cái vị chánh đẳng chánh giác, trở thành một cái vị Phật, thì Ngài không còn bất kỳ một cái dính mắc, một cái tham ái nào. Và khi không có cái dính mắc và tham ái, Đức Phật Ngài có thể ở bất kỳ nơi nào, trong rừng sâu, ở thành thị hay ở bất kỳ cái nơi nào, nó không còn phụ thuộc. Lúc này cái cuộc sống của Ngài là luôn luôn có được cái sự hạnh phúc ở trong giáo pháp. Thì cũng vậy, đối với những người tu tập, khi mà đã đạt được cái sự xuất ly, có được tiến bộ trong thiền tập, các cái tham ái đã được chế ngự, lúc này người ta có cái khả năng sống ở mọi nơi, không còn bị phụ thuộc, không còn bị chi phối bởi các cái ham muốn, các cái lạc thú của thế gian. Lúc đó là người ta đã có được, thành tựu được những cái lợi ích ở trong giáo pháp. Do giáo pháp đem lại, hưởng được những cái lợi ích này sẽ giúp cho họ không còn bớt đi những cái dính mắc. Và chính nhờ những cái dính không có những cái dính mắc như vậy, họ có thể ở bất kỳ nơi nào và không còn bị phụ thuộc bởi các cái yếu tố của thế gian bên ngoài. Do vậy họ đạt được cái sự an lạc, đạt được sự hạnh phúc trong giáo pháp. Ở trên thế gian này chúng ta có hai loại người. Một cái loại người họ có cái suy nghĩ chân chánh. Họ có thể là những cái người rất là thành đạt ở trong cuộc sống, là những triệu phú hay là tỷ phú. Họ là những người có địa vị, có tài sản, có danh vọng. Nhưng mà họ có một cái suy nghĩ rất là chân chánh và đúng đắn, là đến một ngày nào đó thì họ cũng sẽ già và chết. Thì điều đó có nghĩa là những thứ này không thể nào đem theo được. Cho dù là có làm ra được bao nhiêu tài sản, tiền bạc có bao nhiêu, danh vọng, địa vị như thế nào, đến khi mà chúng ta chết thì chúng ta cũng phải rời bỏ tất cả những thứ này. Chúng ta ra đi với bàn tay trắng. Và với cái nhận thức đúng đắn như vậy thì họ biết cách để thu xếp công việc của mình, dành thời gian cho cái việc tu tập. Và nếu cái việc tu tập của họ đạt được cái thành quả, có được cái kết quả, thì họ vẫn có thể sống ở trong cái cuộc sống cùng với những cái gì mà mình có được và hưởng được lợi ích từ giáo pháp. Nhưng mà để làm được cái điều đó, họ cần có một cái suy nghĩ đúng đắn và chân chánh. Và với cái suy nghĩ đúng đắn và chân chánh đó sẽ giúp cho họ biết cách thu xếp để tham gia các cái khóa tu tập, tham gia các cái kỳ tu tích cực, biết cách thu xếp công việc của mình, vừa có thể kinh doanh được và vẫn dành thời gian cho cái việc thực hành một cách tốt đẹp. Nhưng mà ngược lại thì lại có những người họ không có được các cái suy nghĩ chân chánh như thế này. Họ không thể nào thu xếp các cái công việc của mình. Họ luôn luôn chìm đắm trong công việc, luôn luôn chìm đắm trong những thứ tài sản, những sự hưởng thụ của mình, thì không thể nào họ dành cái thời gian cho cái việc thực hành. Mà thậm chí là nếu họ có dành thời gian chút ít cho cái việc thực hành, thì trong tâm trí của họ luôn luôn nó bị chi phối bởi các cái suy nghĩ liên quan tới công việc, liên quan tới nhà cửa, liên quan tới tài sản, và rất khó để cho người này có được những cái kết quả từ giáo pháp đem lại. Thì có một số các cái hành giả của chúng ta là chúng ta cũng có thể là đã cắt đi được những cái dính mắc đối với gia đình hay là
chúng ta đã cắt bỏ đối với những cái công việc ở bên ngoài thế gian. Dĩ nhiên là như vậy thì chúng ta đã có được một cái khoảng thời gian để thực hành. Có thể lúc ban đầu thì các cái suy nghĩ, các cái vọng tưởng phòng tâm nó đang còn chi phối, nhưng mà người ta cố gắng là để chuyên chú ghi nhận trên các cái đối tượng của mình. Và dần dần khi mà chánh niệm cũng như sức định nó được phát triển và trở nên vững mạnh, lúc này người ta đã đạt được một số các cái kinh nghiệm rất là tốt, người ta cảm thấy rất là an định. Nhưng mà có một số thiền sinh thì khi đạt được những kinh nghiệm tốt như vậy thì người ta lại dính mắc ngay với các cái kinh nghiệm đó, và dường như là người ta thấy có một sự khác biệt rất là lớn so với trước đây, những cái kinh nghiệm mà họ chưa từng trải qua, và họ có thể gán cho nó đây là một cái trạng thái của Niết Bàn chăng, hay là đây là cái tuệ hành giả, hay là tới cái mức này là mình đã đạt vào vòng thánh dự lưu, một cái vị thánh Sotapanna rồi chăng. Thì cứ như vậy là họ lại dính mắc với cái kinh nghiệm của mình. Mà nếu dính mắc với cái kinh nghiệm của mình thì cái điều đó có nghĩa là cái việc thực hành nó sẽ bị ngăn trở lại, nó sẽ trực lại ngay ở cái mức độ đó, người ta không có thể tiến xa hơn được, vì cái năng lực của cái việc ghi nhận, năng lực của cái chánh niệm nó không thể phát triển ngày càng một vững mạnh hơn. Thì như vậy cũng có nghĩa là nếu như mà chúng ta cắt bỏ được những cái dính mắc ở bên ngoài thế gian thì không có nghĩa là chúng ta đã cắt bỏ được hoàn toàn các cái dính mắc của mình. Vậy thì trong thiền tập thì chúng ta lại có cái xu hướng là dính mắc ngay đối với các cái kinh nghiệm của mình. Và bất kỳ khi nào nếu mà chúng ta dính mắc với các cái kinh nghiệm của mình thì không thể nào chúng ta có cái khả năng đi xa hơn được nữa. Và tạm thời là nó chỉ ở cái mức độ đó mà thôi, chừng nào mà các cái dính mắc nó vẫn còn tồn tại. Chúng ta thấy là có những cái vị tu sĩ đã xuất gia, chúng ta có thể xuất gia thành các cái nhà sư, rồi cô tu nữ, thì kheo ni, sa di, vân vân. Thì điều đó cũng có nghĩa là chúng ta là những cái người đã rời bỏ gia đình, rời bỏ cái cuộc sống của thế tục. Chúng ta sống ở trong một cái ngôi chùa, trong một cái thiền viện. Nhưng mà cái điều đó không có nghĩa là chúng ta đã cắt bỏ được hết các cái dính mắc của mình. Chúng ta buông bỏ đối với các cái dính mắc của thế gian, chúng ta trở thành những cái người xuất gia thì bây giờ chúng ta lại dính mắc với chùa chiền, chúng ta dính mắc với cốc liêu của mình, dính mắc tới vật thực, dính mắc tới y áo, dính mắc tới thân quyến, dính mắc tới các cái bạn đạo hữu, vân vân. Như vậy là còn rất nhiều các cái dính mắc. Và đối với các cái dính mắc này thì nó cũng sẽ lại chi phối chúng ta kể cả khi mà chúng ta thực hành. Và rồi ngay kể cả khi mà mình thực hành, chúng ta lại tiếp tục dính mắc. Thế chúng ta dính mắc với các cái kinh nghiệm của mình, những kinh nghiệm mà chúng ta cảm thấy nó rất là an lạc, nó đem lại chúng ta nhiều cái sự lạc trú. Bất kỳ kinh nghiệm nào mà chúng ta cảm thấy tốt đẹp là chúng ta dính mắc vào đó. Như vậy thì chừng nào mà có các cái dính mắc như vậy thì cái việc thực hành nó sẽ khó để đạt được kết quả. Chính vì vậy mà trong trường hợp của Đức Phật, lúc đầu tiên là Ngài đã cắt bỏ đi đối với các cái dính mắc của thế tục, dính mắc đối với hoàng cung, dính mắc đối với hoàng hậu và đứa con của Ngài, tất cả những cái dính mắc bên ngoài. Rồi Đức Phật Ngài thực hành và đạt được các cái tầng thiền. Thì khi mà đạt được các cái kinh nghiệm, các cái thiền chứng, Ngài cũng phải biết cách để cắt bỏ các cái dính mắc liên quan tới tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân, cho tới các cái tầng thiền cuối cùng. Để rồi đến khi mà Ngài đạt được vào toàn giác trí, đạt được quả vị chánh đẳng chánh giác, lúc này thì toàn bộ các cái dính mắc của Đức Phật đã bị triệt tiêu, không còn bất kỳ một cái tham ái và dính mắc nào. Và Đức Phật có cái khả năng ở bất kỳ nơi nào luôn luôn Ngài thấy có được một cái sự an lạc, một cái sự hạnh phúc ở trong giáo pháp. Vậy thì chúng ta là những cái người con Phật, chúng ta phải
noi gương theo những gì mà Đức Phật đã làm và những gì Ngài đã chỉ dạy cho chúng ta. Thì mặc dù như vậy, chúng ta cố gắng như vậy, nhưng mà ở đâu đó chúng ta thấy là các cái dính mắc nó vẫn còn đó. Nếu mà không phải là dính mắc bên ngoài thì rất dễ dàng là chúng ta lại bị dính mắc ngay trong cái sự thực hành của mình. Vậy thì ở đây chúng ta cần phải nhận ra được các cái dính mắc này trong khi chúng ta thực hành, để rồi ít nhất là đến khi các cái tham ái, các cái dính mắc nó được loại trừ, thì nó sẽ giúp cho cái người thiền sinh có cái khả năng sống một cách tự do hơn, không bị phụ thuộc. Chúng ta không còn phụ thuộc vào những cái nơi chốn nữa. Bất kỳ nơi nào chúng ta sống, nó cũng đem lại cho chúng ta một cái sự an lạc, một cái sự hạnh phúc. Đó chính là cái lợi ích do sự thực hành, lợi ích do giáo pháp đem lại. Chúng ta thấy là thời Đức Phật, đặc biệt là các vị đệ tử xuất gia của Ngài, Tỳ kheo ni, sa di ni, những người mà thực hành dưới sự chỉ dẫn, dưới sự hướng dẫn của Đức Phật và đã đạt được những cái thành tựu trong việc thực hành, là những người đã được vào các cái vòng thánh Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Và khi đã đạt được vào các cái vòng thánh này, không ai quay trở về cái cuộc sống thế tục, vì họ đã thấy cái nỗi thống khổ của cái thế gian này như thế là quá đủ rồi. Trong giáo pháp đem lại cho họ một cái sự an vui, một cái sự tịnh tĩnh, và khi đạt được những cái thành tựu như vậy, không bất kỳ ai trong số họ là quay trở lại cuộc sống của thế gian. Thế nhưng mà chúng ta thấy là trong cái thời đại bây giờ thì cho dù là ở Việt Nam, ở Myanmar hay là ở Thái Lan, thì dường như là người ta cũng lại chưa được ý thức cái vấn đề như thế. Thậm chí là có những người cũng đã là các cái vị thiền sư rồi, thế rồi cũng lại đột nhiên là xả y, đột nhiên là xả y, mặc dù là với vai trò của một cái vị thiền sư, là những cái người hướng dẫn thiền. Thì trong cái trường hợp mà tôi được biết là năm ngoái vào tháng 7, khi mà tôi đang hướng dẫn một cái khóa ở Thái Lan, thế thì có một cái vị thiền sư là một cái người mà cũng đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong việc hướng dẫn thiền, và Ngài cũng đã 62 tuổi, đã hướng dẫn thiền trong rất nhiều năm. Thế rồi đột nhiên người Ngài xả y, và người ta nói là Ngài đã xả y để cưới một cô Nhật Bản rất là xinh đẹp. Thế thì cũng không biết là tại sao mà Ngài lại xả y như thế. Thì có một cái cô Phật tử, thì tôi có hỏi cái cô đó, thì cô nói là xả y là không thấy cái khổ của thế gian này. Thế nên mà chưa thực sự thấy cái khổ của thế gian thì cũng có nghĩa là người ta có thể xả y bất kỳ lúc nào. Và cái điều đó nó cũng đã xảy ra trong cái trường hợp như vậy, khi mà người ta chưa nhận thức, chưa ý thức được cái sự thống khổ đối với cái lạc thú, đối với cái dục lạc của thế gian, chưa thấy đó là một cái sự thống khổ, chưa thấy đó là một cái sự nguy hiểm, cho dù là các lạc thú, cho dù là các dục lạc chẳng nữa. Chính vì vậy, thông qua cái bài kinh Tập Phút Xạ này, thì chúng ta thấy một điều ở đây là cho dù có những cái dục lạc, có những cái hưởng thụ của thế gian, thì người ta cũng cần nhìn đó với cái góc nhìn là của những cái nỗi thống khổ và nguy hiểm. Vì chừng nào mà không thấy được những cái dục lạc đó là cái sự thống khổ và nguy hiểm, thì không thể nào người ta có thể an trú trên các cái đối tượng của mình, không thể nào người ta thấy được đối với các cái lợi ích của việc thực hành đem lại. Chỉ khi nào người ta thấy được các cái dục lạc đó, đó là cái sự thống khổ, đó là cái sự nguy hiểm, thì mới giúp cho người ta có cái sự xuất ly và nhận ra được đối với các cái lợi ích của giáo pháp. Và khi thành tựu được các cái lợi ích của giáo pháp, thì lúc này người thiền sinh sẽ có cái khả năng sống một cách tự tại hơn và hoan hỷ hơn trong giáo pháp. Người ta không còn bị chi phối bởi các cái vấn đề dục lạc của thế gian nữa.
Thì chính vì vậy, để giúp chúng ta nhìn thấy được những cái dính mắc nếu có ở trong cuộc sống, trong các cái dục lạc của thế gian, những cái thường ngày, cho dù là ở bên ngoài hay là ở trong cái ngôi chùa mà mình vẫn đang còn sinh sống. Và tới đây thì tôi xin kết thúc bài pháp thoại tối nay, và xin kính chúc tất cả quý vị luôn được an vui.